Chào các bạn, chúng ta tiếp tục đến video tiếp theo của bài học về lập trình cho chơi Kakarot. Đó cũng là chương 3 ở trong khóa học của chúng ta. Thì ở video trước mình đã giới thiệu sơ cho các bạn về đề cương của cái chương về của chúng ta. Các bạn thấy chúng ta có 6 bài. Thì ở video này chúng ta sẽ đến bài học đầu tiên, đó chính là giới thiệu về Kakarot. Rồi, chúng ta sẽ quay lại với Kakarot. Thì ở trong bài này chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất đó chính là nguồn gốc, và phần thứ hai là luật chơi Kakarot. Thế này chỉ là mình vừa giới thiệu sơ các bạn thôi, dĩ nhiên chắc cũng có nhiều bạn biết rồi, không còn xa lạ gì nữa. Tuy nhiên cũng chúng ta cũng cần nói một chút về cái mục đích của chúng ta ha các bạn ha. Thì đầu tiên về nguồn gốc thì cờ caro hay sọc caro gì đó là một trò chơi bàn cờ chiến thuật trừu tượng. Cờ caro có nguồn gốc từ Trung Quốc với tên gọi là Wu Yi Wei nha các bạn nha. Hồi trước khi mình đọc cái này thì mình tưởng là cờ caro nó có nguồn gốc từ Nhật Bản, thật ra là cờ caro nguồn gốc từ Trung Quốc ha các bạn ha. Các bạn lưu ý. Thì sau này thì theo tiếng Nhật người ta phổ biến các bạn thì người ta gọi đó là gomoku. Ban đầu lá cờ này được chơi bằng các con cờ vây, viền cờ màu trắng và màu đen trên một bàn cờ vây như 19x19. Thì các bạn thấy là ở cái thời xưa đó, người ta thường chọn những cái bàn cờ bằng đá đó các bạn. Người ta kẻ những cái ô lên và người ta đánh. Các bạn thấy là người ta sẽ đánh cái quân cờ lên trên cái giao điểm của hai cái đường, các bạn thấy. Hoặc là sau này á, các bạn học sinh mà dùng ô tập đó, như mình cũng vậy, thì chúng ta cũng đánh lên những cái đường kẻ của ô tập đó các bạn. Thì đúng là trong luật á, thì là quân đen đi trước, và người đi chơi lần được đặt viên đá của họ trên đường chéo còn trống. Các bạn thấy. Rồi, người thắng là người đầu tiên có được một chuỗi liên tục gồm 5 quân hàng ngang, hàng dọc hoặc chéo, đúng không các bạn? Chéo các bạn thấy đây, ba quân trắng chúng ta chéo, nếu chúng ta xếp được 4 quân trắng ở đây và một quân trắng ở đây nữa thì chúng ta thắng. Hoặc là quân đen, quân đen chúng ta xếp được một quân đen ở đây nữa, một quân đen nữa chúng ta thắng. Đó là nguồn gốc của cờ caro. Dĩ nhiên đó chỉ là cái phần gọi là đề cập sơ lược thôi. Còn về vấn đề mà vật chơi rõ ràng á, thì chúng ta phải cần qua được cái phần hai, đó chính là cái luật chơi của cờ caro chúng ta. Thì các bạn thấy đây, luật chơi của Kakarot thì có hai luật. Thứ nhất là phần luật cơ bản, thứ hai là luật nâng cao. Thì thật ra những cái phần gì nãy giờ mình nói chắc bạn thì mình đều tham khảo ở Wiki. Các bạn thấy đây, mình đưa đường dẫn ở đây. Thì những cái trang từ điển bách khoa toàn thư này thì cái độ tin cậy nó cũng khá cao, bởi vì người ta cũng chắc chiêu và sàng lọc để người ta đưa được cái những cái gọi là kiến thức nó chuẩn. Rồi thì về luật cơ bản thôi, các bạn thấy là hai bên sẽ thay phiên nhau đánh vợ đánh cờ. Người đi trước thường là quân đen các bạn, dĩ nhiên thì trong lập trình của mình muốn đổi màu thế nào cũng được, sẽ đi quân đầu tiên vào tâm bàn cờ. Các bạn thấy đây thì cái luật chơi đúng của nó các bạn thấy là chúng ta phải đánh vào tâm bàn cờ, bởi ngày xưa mình chơi nhiều khi mình buồn buồn á, dù mới bắt đầu trang tập mới mình đi mình đánh ở đâu đâu á giống như là nó chỉ gây cười, nhưng mà nhiều khi vậy gọi là phá game thôi các bạn ha. Thôi nếu như bên nào xếp được 5 quân theo đường thẳng chéo hoặc ngang trước và không bị chặn ở hai đầu là người chiến thắng. Các bạn lưu ý, chúng ta xếp được 5 quân nhưng mà chúng ta không có bị chặn ở hai đầu thì chúng ta mới là người chiến thắng các bạn ha. Chẳng hạn các bạn thấy ở đây 5 quân đen chúng ta được xếp thành như vậy, mà nếu như có một quân đỏ ở đây thì chúng ta cũng không chiến thắng. Các bạn cũng lưu ý một chỗ, các bạn thấy đối với hình này nó khác hình hồi nãy. Đó là chúng ta không đánh ngay trên cái giao điểm của những cái đoạn thẳng ô cờ, mà chúng ta đánh lọt ở trong cái ô vuông. Thì thật ra cái hình này mình lấy là ở trong một cái reset nào đó mình cũng không biết nữa, tại vì mình search hình ảnh của Google đó, thì nó có thấy mình lấy ra thôi, mình cũng không coi kỹ là ở đâu. Thì thật ra trong lập trình ngôn ngữ chúng ta thì để mà dễ dàng á các bạn, thì mình ngay bản thân mình trong cái cờ caro mình làm, mình cũng lập trình theo kiểu này, tức là chúng ta sẽ đánh như cái ô cờ và lọt tóm ở trong cái cổ ổ ô vuông này các bạn ha. Các bạn muốn đánh ở trên này cũng được, mà dĩ nhiên thì các bạn phải có một số các cái mẹo các bạn thêm để các bạn có thể gọi là đánh được ngay cái chỗ này. Thì ra mình thấy chuyện nó không quan trọng lắm, cho chung quan trọng chúng ta nhìn đánh vào đây thì chúng ta cũng hiểu rồi. Bản thân mình lại đánh khi mình thấy đánh vào ô vuông nha các bạn, chúng ta lại dễ nhìn hơn đánh trên cái đường chéo á. Đường chéo thích hợp với những người mà đánh đánh theo cái cờ trắng đen các bạn, như quân ngày xưa như cái hình đồ này chúng ta xem á. Còn đối với chúng ta thì chúng ta đánh thế này cũng ok rồi ha các bạn ha. Rồi về luật nâng cao thì các bạn có tham khảo thêm ở trang này, mình có để đường dẫn ở đây. Thiệt ra đường dẫn mình để thì tượng trưng thôi, các bạn lên Google các bạn gọi cờ caro nguồn gốc hay luật chơi cờ caro nó ra rất là nhiều. Các bạn có thể coi thêm về luật chơi nâng cao của nó thì cũng rất là khó khăn đó các bạn. Thì tại sao mình lại đưa hai phần cơ bản như và nâng cao như vậy? Bởi vì trong cái khóa học chúng ta thì mình sẽ làm luật cơ bản thôi. Luật nâng cao thì rất là nhiều, chẳng hạn như là 6 quân và 7 quân sẽ xử lý thế nào, rồi chẳng hạn như là
năm con bị chặn hai đầu mà chẳng thế nào nữa các bạn ha, rất là nhiều. Rồi chẳng hạn như là cố tình đi nước nào đó, đi nước nào đó thì là chúng ta cũng phạm luật, nhiều lắm, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Rồi thì thông thường những cái đây, những cái luật thông dụng mà chúng ta cũng đánh này các bạn cũng biết rồi. Thì đây sẽ là những cái luật mà chúng ta sẽ lập trình cho trò chơi của chúng ta. Rồi, đó là video và bài học đầu tiên của chương 3 chúng ta, đó là giới thiệu về cờ caro. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau, video về xây dựng chức năng và thiết kế lớp. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.